Xin chào anh chị, em là Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở ấp 3 của xã Trung An, thành phố Mỹ Tho. Thì ở đây có một căn nhà đang bán luôn. Nhà khá là dễ thương và đẹp, giá là 630 triệu. Thì căn nhà hôm nay em giới thiệu cho anh chị là căn nhà bên này nè. Em sẽ giới thiệu về con đường đi trước nha. Thì đất của mình nó là sẽ gần đường huyện lộ 93. Ở đây đi ra ngoài đường huyện lộ 93 là khoảng tầm 250m cho đến 300m thôi. Một lát đó em sẽ đi bộ ra ngoài huyện lộ 93 cho anh chị mình xem thử ha. Thì đây là cái ngôi nhà mà hôm nay em giới thiệu cho anh chị nè. Nhà của mình là ở thành phố Mỹ Tho nha anh chị. Có số nhà đàng hoàng luôn, thì anh chị xem nè. Trước tiên đó là nhà mình đó là 227A10, tổ 5 ấp 3 của Trung An, thành phố Mỹ Tho. Đó. Nhà là bề ngang là 4m nha, bề dài là 13m2. Thì nhà này là chưa có hữu cư, chủ kêu giá là 630. Nói chung là bao có bao giấy tờ không? Bao chọn gói giấy tờ luôn nha. Giá này thì không thương lượng nhưng mà bao chọn gói giấy tờ cho anh chị hết luôn. Còn nếu mà anh chị tự làm giấy tờ thì chủ sẽ bớt tiền giấy tờ lại cho anh chị. Đây, bề ngang là 4m nha, sẽ tính từ ở bên này nè, đi ngang qua bên này, bề ngang là 4m. Bề dài vô là khoảng 13m2, đất có giấy tờ đầy đủ. Bây giờ em sẽ vô bên trong cho anh chị xem thử ha. Đây, thành phố Mỹ Tho nha, ấp 3 Trung An, thành phố Mỹ Tho. Thì ở bên ngoài là sẽ có một cái khoảng sân. Đó, rất là dễ thương. Ở đây mới vô là em kết liền cái hồ ở đây nha anh chị. Đó, có một cái hồ ở đây nè. Sau này anh chị về cái mình bơm nước vô rồi mình thả cá vô. Ồ, rất là dễ thương ha, thiết kế rất là đẹp. Có mấy cái cây cảnh rồi nè. Đó, anh chị thả cá vô, ông này ông kia rồi đó. Rất là vui ha, đỡ buồn. Đó, rất là đẹp luôn. Em nhìn thấy nhìn là có cảm tình liền luôn ha. Anh chị về đây. Rồi ở bên ngoài là hàng rào mini rồi đó. Nhìn thấy rất là dễ thương nè. Rồi bắt đầu là đi vô bên trong căn nhà của mình nha. Cái sân xong thì sẽ tới là bên trong căn nhà. Đó, em sẽ phóng lên cho anh chị xem thử. Đây, nhà thì nói chung là cái kiểu gạch á nhìn rất là đẹp nè. Đây là cái phần ở ngoài hiên nhà nè. Đó, bên trên nhà này á, em nghĩ là anh chị nào mua là mình về mình ở liền thôi, chứ mình không có cần phải sửa sang gì nhiều, bởi vì em thấy là gạch còn khá là mới. Bên trong á là tường ấy lên cao luôn, rồi màu sơn rồi còn khá là mới luôn nè. La phong nữa nè, đèn rồi đó, nhìn rất là đẹp. Thì nhà của mình đó là sẽ có một phòng khách và một phòng ngủ nha. Em sẽ đi xuống cho anh chị mình xem thử. Đây, đây là bên ngoài phòng khách nha. Đó. Rồi đây là bên trong phòng ngủ của mình nè. Nhà mình sẽ có một phòng ngủ. Ở dưới là gạch nha. Ở đây là dán gạch cao lên nè. Đó. Cao, phòng rất là đẹp ha. Bên này là cái hành lang, em sẽ đi xuống ngoài sau nữa. Ở đây là cái khu vực nhà bếp nè ha, để anh chị nấu ăn được. Còn ở bên trong này là có nhà tắm, nhà vệ sinh. Nhà tắm dùng cái màu gạch nhìn nó rất là đẹp và sang luôn. Đây, đó. Thì chọn gói luôn, giá là 630 triệu. Anh chị nào thích nhà này thì alo cho em hay. Thì em xin nhắc lại nha, nhà mình đó là ngang là 4m, dài là khoảng 13m2. Chủ chốt giá là 630. Bao chọn gói giấy tờ cho anh chị luôn. Đất thì có giấy tờ, có sổ hồng đầy đủ. Em sẽ mở cái sổ ra cho anh chị xem ha. Được rồi, để mình... Đây nè, anh chị xem thử xem. Nhà mình đó là ở ấp 3 Trung An, thành phố Mỹ Tho. Thì tổng diện tích đó là 53m2. Đây nè, cái phần mà đường đi với cống là 2m, là đường đi công cộng ở ngoài là 2m á. Thì bề ngang của nhà là 4m, hậu là 4m luôn. Chiều dài là 13m2 nha. Đó.
Rồi bây giờ để em mở cái định vị lên cho anh chị mình xem ha. À, nhà của mình là hướng Bắc nha anh chị. Đây, nhà là hướng Bắc. Em sẽ mở cái định vị lên cho anh chị xem ha. Ở ngoài trước hàng xóm bật tivi rồi, em sẽ trốn ra ngoài sau đi. Em sợ dính bản quyền lắm anh chị ơi. À, mình sẽ ở đây đi nha. Đây nè, anh chị xem nè, đây là cái nút tròn tròn màu xanh là vị trí mà em đang đứng đó anh chị. Thì anh chị thấy ở ngoài là đường huyện lộ 93, em sẽ phóng to lên nha. Nè, anh chị thấy ở ngoài là đường huyện lộ 93 nè. Hồi nãy là em đi từ ở bên này đi vô bên trong. Thì em sẽ phóng lên cái chỗ cái vị trí ngôi nhà cho anh chị xem. Này, đó thì anh chị thấy là thấy cái vị trí ngôi nhà em đang đứng không? Đó, đó là ngôi nhà mà em giới thiệu cho anh chị nha. Bây giờ em sẽ phóng to hơn tí xíu nữa cho anh chị mình nhìn cái không gian xung quanh. Đây nè, nhà của mình nó là sẽ gần bên đường huyện 93, gần cái đường Trần Văn Hiển á. Rồi ở đây là gần chợ Trung An nè. Thì từ ở nhà mà anh chị đi ra chợ Trung An thì tầm chừng 2-3 phút thôi. Thì ở bên chợ Trung An đối diện qua là mình sẽ có Ủy ban Nhân dân xã Trung An, rồi trường học nữa. Anh chị xem, vừa chợ đối diện qua là bưu điện nè, rồi có Ủy ban, rồi đó có trường học nữa nha. Đó, rồi em sẽ phóng to hơn tí xíu nữa cho anh chị xem. Đây, thì anh chị thấy là ở bên trong này là thành phố Mỹ Tho rồi. Thì vị trí của em là ở ấp 3 Trung An Mỹ Tho. Thì ở bên này là sẽ gần với siêu thị nè. Ở đây là gần siêu thị Bixi nha anh chị. Đó, rồi gần trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 nữa. Rồi gần bệnh viện K20 nữa. Nè, phóng to lên thì anh chị thấy là siêu thị rồi nè ha. Rồi bệnh viện quân y nè. Rồi trường cấp 3 nè. Rồi cụm công nghiệp Trung An. Thì từ ở nhà mình mà đi qua bên cái cụm khu công nghiệp Trung An á, là anh chị đi chạy xe tầm chừng 10 phút thôi hà nha, rất là gần luôn. Thì ở đây á nha, cái nhà này á, mình mua xong mình có thể cho thuê. Trước đây á, thì chủ nhà là cho thuê cái nhà này với giá là 2,2 tỷ. Hai vợ chồng, ủa, 2,2 triệu, xin lỗi anh chị nha. Cho thuê với giá là 2,2 triệu. Đó, thì anh chị mình có thể thuê, mình mua xong mình để dành rồi mình thuê cũng được ha, mình cho thuê được đó. Rồi thì em xin nói lại nha, giá cả là 630 triệu. Ở gần đây còn một căn nhà nữa, nếu như mà mua hai căn, tại vì hai căn là của chung một chủ luôn, anh chị nào mua hai căn thì chủ sẽ bớt nha. Bây giờ em sẽ đi qua bên cái căn nhà bên kia cho anh chị xem thử ha. Mình sẽ chào, mình sẽ gặp nhau ở cái tập tiếp theo nha anh chị. Ở nhà bên kia là nhà nào anh? Nhà này luôn đó hả? Nhà bên này nha. Ngang nhiêu, dài nhiêu, giá nhiêu? Ngang 4m3 mà 4m3 đuôi, có đuôi 4m8. À, mình có cửa sau. À, cái căn nhà kế bên á là ngang á là 4m3. Dài là 13m8. 13m2. Cái đuôi này nó là à, nhà thì nở hậu nha, được hai mặt tiền luôn nè, có cái ngay góc nữa. Nhà bên này á, thì là 650. Nhà bên này thì đang cho thuê nha. Đây đó. Nhà bên này thì ngay góc luôn, rất là ngon. Bây giờ mình sẽ gặp nhau ở tập tiếp theo nha. Đó, xin chào anh chị.